Ôi trời ơi, tôi cũng đến chịu anh chị ở đấy. Làm ăn cái trò gì đấy nhỉ? Hả? À? Sao lại đè lên nhau thế? Mùa này không phải mùa sinh sản đâu. Được chưa? Đây chỉ là một cái sự vô tình hay sao thôi các bạn. Bởi vì là theo như mình nghĩ thì đây không phải là mùa sinh sản nữa rồi. Mà là ít nhất sang tháng 8 hoặc là tháng 9 hoặc là tháng 10. Còn căng nhất thì sang tháng giêng, tháng 2 thì nó mới sinh sản. Đây là chắc là chỉ sự trùng hợp thôi. Bắt được quả tang nhá. Hai đứa chúng mày trong đúng rơm nhá. Mày. Kể từ ngày em nó về với mình đến giờ thì cái sự phát triển ở đây thì mình thấy là nó đã béo đẫy hơn rồi. Và thứ hai là cái miền Bắc quê mình ấy, thì là mình nghĩ là cái thời tiết là phù hợp cho sự phát triển của nó. Đó cũng là một cái động lực để mình chăm sóc những cái món quà của nhiều các bạn, các bác đã gửi tặng cho mình đấy các bạn ạ. Đó. Giỏi đấy. Nhìn trông như là mũi của chư bắt giới nhỉ. Mồm thì chi ca vâu, mũi thì mũi tẹt. Ô khỉ gió. Con ở dưới này xinh gái thế nhưng mà lại có một cái màu coi như là xi đèn đèn đấy. Nhưng mà được cái là mình thấy chúng nó khá là hợp nhau. Không biết là mình nói đây là một quả trứng gà thì các bạn nào có tin không? Thế nhưng mà thực sự nó là một quả trứng gà. Và mình gọi đó là quả trứng gà bé nhất Việt Nam. Xin phép là mình được nói như vậy bởi vì là đối với mình đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy quả trứng gà. Còn thì những quả loại gà giun tinh ở nước ngoài thì mình không nói. Nhưng mình chỉ nói là trong nước Việt Nam mình thôi. Và ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi video về Long Đen. Thì thật ngạc nhiên khi mà chăm sóc những con vật thì nó cho chúng ta những cái điều nó thú vị như vậy đấy các bạn ạ. Thì đây chắc chắn là cái quả trứng gà bói và nhân vật chính của cái tác phẩm này là cái con gà này. Nó mới đẻ bói quả của ngày hôm nay đấy các bạn ạ. Đấy, mình lại thấy hay hay thì lại quay gửi tới cho các bạn để các bạn cũng thấy rằng là nhiều khi có những điều kỳ diệu nó xảy ra khi mà chăm sóc những con vật và đam mê của chính bản thân mình và cũng giống như các bạn thôi. Còn ở phía sau quả trứng này thì là cái điều gì các bạn nhỉ? Ấy. Đúng là chăm sóc hoa lan này, người ta bảo là chờ đợi là hạnh phúc thì đúng. Có lý là như vậy đấy. Theo như mình nghĩ là như vậy. Bởi vì là sau 1 năm trời nó mới có hoa và khi mà nó có hoa thì nó lại rụng hết lá đi. Nó chỉ trơ trọi những cái chùm hoa như này thôi. Đấy, sau 1 năm trời mình trồng nó, tức là từ lúc mà mình trồng thì nó rất nhiều, thế nhưng mà sau 1 năm cái cành này vậy thôi, cái nhánh này vậy thôi, sau 1 năm sau thì nó sẽ lại như những cái nhánh này. Đấy, cũng đẹp phết các bạn. Ở quanh một cái bờ rào này mà có những cái bông hoa nó nổi lên như vậy thì mình thấy là nó cũng có một chút gì là lãng mạn chứ, đúng không nhỉ? Nhưng mà xoay quanh lại cái quả trứng thì mình cảm nhận là thật sự là tuyệt vời luôn. Khi chăm sóc động vật nó cho mình những cái cảm giác nó kỳ diệu quá. Thôi bây giờ thì không tranh luận về quả trứng này nữa. Sau 2 hôm mình thả cá thì hôm nay mình sẽ tiến hành là cho những con cá trê của mình ăn xem nó có ăn không. Con bờ nó mắc hết quá, con bông mắc hết quá, nó cắn con bò ở ngoài đấy. Ở cái video này thì mình nghĩ là chắc là sẽ có rất nhiều điều thú vị. Thì hôm qua thì mình thả cá trê ở góc kia. Thế nhưng mà hôm nay lại cho ăn ở cái góc nào được nhỉ? Góc này thì không muốn, mình sẽ đi ra cái góc này cho xa hẳn luôn cái góc hôm qua mình thả đi. Để theo như các bạn thì con cá của mình nó có di tản không nhá. Bởi vì nhiều các bạn bảo là sao anh nó không thả rộng nó ra để cho chúng nó dễ di chuyển. Thế nhưng mà mình biết rồi, cái giống cá trê này nó cũng khôn ngoan lắm, nó không phải dạng vừa đâu. Thì sau khi mà mình cho nó ăn, ui con gì các bạn này. Sau khi mà mình cho nó ăn xong thì mình sẽ đi thăm cái tổ chim khiếu lon của mình để xem là sắp sửa ra tổ được chưa các bạn nhé. Đây chính là cái lòng mề gà. Hôm nay là mình cho ăn là thử thôi chứ không phải là thức ăn chính của nó đâu. Bởi vì thức ăn chính của nó ở trong cái ruộng lúa này nó vẫn chưa hết được đâu các bạn ạ. Nào, hơi kinh được. Ba. Thử chờ đợi cho nào. Ôi trời ơi, nó chim mất rồi. Ôi, chim mất rồi. Thôi thôi thôi, chim mất rồi. Đừng nổi cơ chứ nhỉ. Chết thật. Ai chà chà, đã xuất hiện rồi kìa các bạn kìa. Xuất hiện rồi nhá. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Kìa 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 đấy, nó lảng vảng cái gì ngoài đấy. Không biết là nó hơi bị lóe lóe ánh một chút xíu nhưng mà các bạn có nhìn rõ không? Mình thì bằng mắt thường nhìn rất chi là rõ luôn các bạn. Và đặc biệt hơn ở cái góc này này, mình thấy chúng nó
đớp rất chi là khỏe luôn. Đừng có nói là chúng nó đang ngửi thấy mùi nhá. À đây 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 đây. Ô ô. Ô ô. Ai da da, ai da da, ghê chưa kìa. Dài lắm em ạ, à, không làm gì được đâu. Nó răng ghê nhờ. Ai da ta, ôi da da. Chỉ rỉa được thôi. Không một mình ăn được đâu. Ai da da. Hay chưa, hay chưa? Thế là à mình nhìn thấy cả ở góc này thì cũng có là các bạn này. Ở góc này vừa nhìn thấy một hai con ở góc này đấy các bạn này. Ai là chứng tỏ nó di tản hết rồi đấy các bạn. Chứ nó không ở một cái chỗ nào đâu. Đây là hôm nay là mình thử thả rồi để xem là cái sự nhạy của nó như nào. Ui, ui, ui. Ở rìa ngoài kia các bạn kìa. Hình như là cái chỗ khu vực này nước đục hơn đấy các bạn ạ. Không biết các bạn nhìn từ cái vành ngoài kia, mới dịch ra kia một chút xíu nó có phải nó đục nước hơn không? À đúng rồi, có khả năng nó ngoằn ở dưới này. Vừa nãy mình thả ra nước trong veo. Thế mà bây giờ nước nó đục luôn rồi các bạn này. Ây da, ui, 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 răng đánh răng ở dưới. Ui, ui. Hay đấy, hay đấy. Thôi mình thử như vậy thôi để cho các bạn thấy rằng là nó đã tản mát rất chi là nhiều. Và cái dòng cá chê này hôm qua nhiều các bạn bảo mình là sau này nó khoái hết bờ, nó khoái hết những cái bờ kia. Thì thực ra thì mình cũng chưa biết được điều đó. Thế nhưng mình chỉ nghĩ là đơn giản là thôi thì tạm thời mình cứ thả ra. Còn thì nó rút ở trong những cái bờ này thì cũng có khả năng sau này nó cũng có. Thế nhưng mà trước mắt là mình cứ thấy nó khỏe mạnh, nó lớn lớn một chút xíu đã. Còn thì những cái chuyện thì sau ta lại tính tiếp sau nhé. Các cụ rồi, nước đến đâu thì bắt cầu đến đấy. Bây giờ thì mình đi ngắm cái tổ chim nhá. Mà hôm nay nước lụt mới lại nước mưa nhiều, có khả năng thì thăm tổ chim xong thì mình lại đi soi xem có con cá con tép nào không. Vì là mưa gió này là hay có cá rô mới lại cá chê mới lại cá sộp nó lên những cái làn ruộng lắm. Nhiều quá ở trong góc kia các bạn kìa. Đấy đấy đấy. Nè ve chúng nó nổi lên rất chi là nhiều luôn. Úi chà chà. Ôi sao nhiều thế này. Đứng. Ơ à đây anh biết rồi, anh biết ở chỗ nào rồi. À thả nào. Anh biết ở chỗ nào rồi. Ai cha cha. Đây. Ở cái chỗ này này có một đàn chuột, có một con chuột là con thấy con mẹ nó hay rút vào trong cái chỗ này này. À hôm nay thể nào lắng chắc là bọn nó nhòi ra thì mẹ nó không kiểm soát được thì nó chui ra từ đây này. Thi thoảng anh ngồi uống nước anh vẫn thấy nó ra từ đây này. Mày. Ấy trời ơi, trông đáng yêu quá nhỉ. Ai nhận nuôi về làm bét không nhớ. Cho thằng sự điện. Ê, khiếp thật. Nhìn chúng mày thì cũng rất chi là đáng yêu. Nhưng mà có những lúc là tao không thể thương được chúng mày. Vì chúng mày bé này thì chưa có tội gì đâu. Nhưng mà sau mà chúng mày lớn lên thì chúng mày nhiều tội lắm. Chúng mày phá hoại AV của tao rồi thì cắn những con vật của tao nó khủng khiếp lắm. Thôi thì không biết làm thế nào được cả. Lúc nãy là mình thấy con mẹ hay là con bố nó nhìn trên cam là đang bón cho con ấy. Che vẻ tình cảm phết ấy. Rồi, bây giờ đi. Đến xem sao nào, phải sử dụng thang vào thì nó mới quay được rõ ràng đấy các bạn ạ. Không làm gì đâu. Ghê chưa? Con bố với con mẹ nó nhắn nhít cả lên. Cái phản xạ và cái bản năng tự nhiên của chúng nó thôi mà. May chúng nó không phi vào mặt mình nó đánh mình ấy. Ôi trời ơi này, trời ơi, nhìn đáng yêu chưa? Ai ta ta. Để mình bật đèn lên nhìn này. Úi, mũm mĩm chưa? Đúng như là hai hôm vừa rồi mình nói nhầm. Giống như là cái con khiếu mà đợt mình nuôi được hai hôm nó cũng như thế này, cũng không kém gì mẹ nó chút nào đâu nhá. Đấy. Úi ta ta. Rồi, xong rồi. Cho mọi người xem thế này là quá ok rồi. Chắc là ngày mai thì mình cứ để bố mẹ nó nuôi lốt ngày nay đi. Sang ngày mai thì mình sẽ bắt nó ra để mình nuôi để cho mẹ nó sinh sản thêm một hai lứa nữa thì có chăng thì vẫn kịp mùa này nữa các bạn ạ. Thì đó là những cái gì mà mình cũng cố gắng nhất. Còn nếu mà để mà chuẩn ra thì cứ để bố mẹ nó nuôi đến khi truyền thì thôi. Thì đó là chuẩn nhất. Thế nhưng mà thôi mình bảo rồi, mình xin phép là mình cướp công của bố mẹ nó để bố mẹ nó đẻ một vài cái đứa nữa cho mình và cho tất cả các bạn xem là cái chất lượng của đôi khiếu này nó như thế nào. Đấy, ngon rồi.
Còn thì vịt uyên ương của mình nữa. Trong này chắc là mai hoặc lúc nào mình tiện mình bắt khiếu non ra thì mình cũng soi xem là con nào có cồ không, hoặc là liệu nó ổn định chưa. Có lẽ là cái đợt nước này sẽ phải dừng cái lấm lưới này còn rất chi là lâu đấy các bạn, bởi vì là biết bao giờ nước lại lên nữa, thì để mình cất cái lấm lưới này đi. Chiều cao không an toàn, kiếp sau cao lên một chút nữa. Bây giờ thì mình chỉ chờ buổi tối xuống thôi để mình đi kiếm thêm vài con cá nữa. Ái da. Ôi cá chê lên cả ban đêm rồi các bạn kìa. Ấy kìa. Hói. Nhanh thế nhỉ. Đấy, lên cả ban đêm luôn. Chính tỏ bọn này cũng vất vả như mình thôi. Kiếm ăn cả đêm. Đấy. Trời ơi, chính tỏ cái lượng phân bố của nó cũng rộng đấy các bạn. Đây, 2-3 con luôn. Ngon đấy. Cũng biết thằng đi kiếm ăn đêm đấy. Em ơi, quay lại vô con nhái này. Đây, vô con nhái này. À, đây là con ếch. Hói, có đây là con ếch các bạn. Đây chính xác là con ếch. Nhưng mà thôi, nếu mà đã là con ếch thì mình thả nó đi. Tại sao con ếch với con nhái thì mình nhận được ra, bởi vì là trên lưng của con ếch ấy, nó cái xùi của nó, tức là mình cái sần của nó sần hơn con nhái. Con nhái ra nó trơn hơn. Thôi nếu là ếch thì thả nó. Nhặt được mấy con nhái về cho mai cho bìm bịp. Đấy, em vô. Em vô con nhái này nó khác hẳn so với con ếch. Cái khoang của nó khác hẳn luôn. Thì em vô đập tay vào hòn gạch nhá. Rồi, bẻ chân ra đi. Là mai này. Bìm bịp là được miếng. Em dơ cái lưng cho mọi người xem. Đây, tại sao khi bé mà nhận được con nhái. Con nhái và con ếch này, cái trên lưng của nó. Lưng của con nhái nó không có cái sần sần các bạn. Đây, cái sần nó khác hẳn đây. Các bạn thấy không? Đấy, và nó xanh xanh, có một màu xanh xanh. Đấy. Mình cũng không khai thác tận diệt. Con nhỏ quá thì mình tha cho nó để cho nó lớn. Rồi, chúng mày khôn lắm. Ôi, cá chê của mình nó phân bố ra tận đây rồi này các bạn này. Ôi, chết hết điện rồi. Thế này chứng tỏ là nó đi khắp hết cái ruộng này rồi. Nó không còn như mọi người tưởng tượng đâu. Nó đi khắp hết ruộng rồi. Ôi, cá chạy nam sao cả luôn. Toàn rô ta thôi em ạ. Ui kìa. Toàn rô ta thôi nhá. Ấy, chạy ác đấy. Các cụ bảo là một miếng khi đói bằng một gói khi no các bạn. Khi mà mình sẵn cá cái trà nước lụt vừa rồi, thế nhưng mà mình vẫn phải nhớ tới cái lúc mà mình không đi kiếm ăn gì được thì mình cứ tích góp để sẵn đấy, không có sợ thừa đâu. Úi, cái gì mà không khuỵch cái chuột à? Nó khôn thế nhỉ. Nghe tiếng động cái là nó cũng đi hết. Kìa, rồ ta kìa. Để anh chụp cho. Ồ. Rồi, rồi ra đây. À, Rufi ạ. Rufi. Không. Đây. Đây. Rồi, ui anh khích ạ. Em lấy đi. Rô phi đấy, khéo nó vào tay đấy. Rồi, nó là con rô phi thôi các bạn. Được rồi à? Dơ đây. Rồi, thả vào đây. Bây giờ to phết đấy. Rồi, để anh chụp tiếp phát nữa. Đây hả? Rô ta. Rồi. Rồi. Bắt được rồi. Rồi, đâu xem nào. Thả đi. Ấy già, cũng to phết đấy chứ đùa đâu. Nhiều gô khi lắm. Nhiều gô khi lắm ạ.
con này to hơn rồi. Rô phi này to hơn. Anh nhìn thấy con rắn nữa. Nó là một con rắn nước, không độc, thế nhưng mà trông hơi ghê ghê. Thôi mình không. Ui dồi. Không. Con gì nó đốt anh ấy? Đâu rồi? Ừ, to phết đấy. Ơi giời ơi. Ngon đấy. Ui. Em ơi, em có dám chụp con này không? Em đủ trình độ chụp con rô phi này không? Bé bé một tí nhưng vẫn vừa miếng bìm bìm đây. Đấy. Ôi giời ơi. Ui giời. Đây là con rô phi. Thôi thế thôi. Bắt vài con về cho bìm bìm mấy nè. Một vài con gà con ngan của mình thôi. Căn bản hôm nay thời tiết nó cũng nắng nóng nữa, cho nên là cá nó vẫn chưa lên hết các bạn. Nó cũng khôn phết đấy. Thôi, đêm cũng muộn rồi. Vợ chồng mình bắt nó con cá này thì cũng nói là kết thúc video đấy các bạn. Vui phết, bộ môn cá tép này vui lắm các bạn. Ừ, bé là cựa. Bé thì nó mới cựa khỏe. Đây này, vẫn còn một vài con nữa. Nó rút vào trong những cái. Đấy, chạy ra rồi đấy. Ở đây nó có một cái lõng này. Mất rồi. Ôi, mất rồi thì thôi vậy. Thôi. Căn bản là anh vẫn đi, vẫn dình con rắn. Vẫn dình con rắn thích lắm. Đi, về đi.